Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B. Đó chính là chiếc xe Honda City. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, nhưng đây chiếc xe này là model của 2015 rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và chạy chuẩn 8.2 km quý vị và các bạn ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này đã được chủ xe độ thiết kế lại, độ lại rất là đẹp quý vị bạn nhé. Rất là nhiều đồ xịn, đây nhìn thì quý vị bạn biết là từ phần đầu này. Phần đầu này là quý vị bạn thấy được là phần những cái phần đèn này là chủ xe đã độ hết rồi, phần đèn này. Đèn gầm, đèn hậu, toàn bộ về cái phần đèn hậu, đèn sau và đèn gầm. Và toàn bộ body kit thể thao quanh xe Moduno quý vị bạn nhé. Đấy, độ lên rất là nhiều. Kể cả lốp, la răng, các thứ này là đều được thay đổi độ hết lên và rất là nhiều tiền. Và cũng xin thông báo với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích cái xe độ như này, muốn về nguyên bản thì cũng rất là đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Bây giờ rất là nhiều người đang muốn độ như thế này, giờ chỉ cần về nguyên bản cái thì đơn giản thôi quý bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn nào thích nguyên bản thì cũng đừng có ngại nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City số tự động model 2015 này thì chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Honda City 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City model 2015 này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda City model 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn.